Anh Ba Mở xin chào các em. Hôm nay Ba Mở xin đến với các em một cái dĩ đồ chơi, đó chính là dĩ đồ chơi nấu ăn nha các em. Ăn bánh pizza đây rất là nhiều rồi, thì anh Ba Mở sẽ quay tổng thể cái dĩ đồ chơi này cho các em. Dĩ đồ chơi này có giá là 65k nha các em. Đây thì đập cái mắt đầu tiên là chúng ta là hình gấu nha các em. Ở đây là nó có mấy cái da cuôn nè, đồ gấp nè, đồ mút nè đó. Sau đó thì cái chiếm là diện tích lớn nhất ở trong cái này là cái bánh pizza nha các em. Bánh pizza này thì chia ra được nhiều miếng rồi đó. Rồi đây là cái dĩa nè, chúng ta có thể là múc, đây là có kem sẵn, có hai muỗng nhỏ nhỏ nè đó. Đây là cái bình nước đó, cái bình nước người ta đã làm, cái bình nước. Đây là cái đồ múc nước ra nè đó, bỏ nước ở đây là bóp ra nước này. Đây là bốn cái ly ha, ly kiểu theo kiểu phương Tây ha. Đó. Đó, ok. Em nào mua hàng hay liên hệ anh qua số điện thoại 038 77 28 78 nha. Chào, thực hiện với các em.